Ok, xin chào em Việt. Chào anh bạn Thơ Quang. Anh em và mọi người không biết anh bạn Thơ Quang có nghe mình nói rõ không vậy anh bạn Thơ Quang? Mình nghe rõ rồi À, cảm ơn anh bạn nha. Thì hồi nãy giờ cũng ngồi nghe Trung phân tích nhiều cái khía cạnh về lịch sử về Ukraine á. Thì bạn. mình chỉ lên chia sẻ một phần nào đó mà hiểu biết theo cái hiểu biết của mình thôi. Thì nếu nếu mà nói về cái bộ tộc á, giữa Ukraine và Nga đó, thì hồi xưa họ cũng là một cái bộ tộc, nó gọi là Slavia. Nó có bộ tộc của họ là Slavia. Nhưng mà con cái á, là giờ đó thì họ tách rời ra là Nga và Ukraine á, họ nói hai cái ngôn ngữ nó khác nhau, cũng giống như là người Hồng Kông nói tiếng Quảng, rồi người Trung Quốc họ nói tiếng phổ thông. Vậy đó, cũng là nếu mà nói về bộ tộc á, là họ cùng gia đình, chỉ là họ khác cái ngôn ngữ về về cái địa phương mà mỗi vùng họ nói. Và hồi xưa đó thì anh biết đó là Ukraine á, là Nga đó, họ đã xây dựng cái căn cứ là từ 1917 đến 91. Thì khi mà Nga mà Liên Xô mà sụp đổ 89 á, thì bắt đầu Mỹ á, nó đưa cái phong trào vô á, là nó giật dây đó, là để nó xúi những cái thành phần mà dân Ukraine này nè để ly khai trở thành một nước độc lập năm 91. Nhưng mà trong cái nước mà Ukraine đó đó thì có một số người á, cũng là gốc Nga, và họ cũng định đi tranh cử, và họ cũng có cái đảng này đảng nọ. Nhưng mà cái đảng mà chính gốc của Ukraine á, thì đa số là những cái thành phần này nó cũng là tham nhũng nè, nó cũng là những cái thành phần mà phải nói là Mỹ nó gọi là một cái chính quyền mà phải nói là nó rất là lộn xộn, nó rất là thối nát, nó rất là thối nát. Nga bây giờ đó họ lý do là họ muốn lấy lại đó, là cái thứ nhất là dạy nè anh bạn Thơ Quang. Hồi xưa đó là 1917 đến 91 á, là họ đã từng xây căn cứ về vũ khí, những cái khu mà để chế tạo vũ khí. Thì những anh Ukraine này nè, ảnh lợi dụng hồi xưa, ảnh lợi dụng khúc khúc mà ảnh độc lập về 91 rồi đó, ảnh lợi dụng cái này đó để ảnh chế tạo vũ khí, ảnh bán cho cả thế giới. Mà ảnh là một nước, 12 nước trên thế giới bán vũ khí trên thế giới. Trong 12 nước nha, là ảnh là đứng hàng thứ 12 á, là ảnh bán vũ khí, ảnh đã sáng tạo ra vũ khí mà. Cho nên nó bây giờ mà những cái súng đạn mà chống lại xe tăng á, là từ ảnh làm ra không đó. Ảnh bắn lại cho Nga bây giờ đó, Đúng rồi, bắn lại đó, quân sự rất là mạnh. quân sự rất là mạnh. Và cái mạnh thứ hai nữa đó, cái mạnh thứ hai nữa của Ukraine á, là anh biết cái gạo mì á, Bột mì, lúa mì, lúa mạch. lúa mì đó, hay là bột mì đó, là cái lúa mì đó là họ rất là phải nói là công nghệ về cái sự mà nông thôn á, để họ xuất khẩu đa số xuất khẩu qua Nga nè, hay qua mấy cái nước có vùng mà châu Âu, Tây phương Đông Đông Âu rồi vậy đó. Và có một cái đặc biệt nữa là họ biết được Nga bây giờ Ukraine bây giờ đó là họ có dầu mỡ nha đó, họ có dầu mỡ. Cho nên á, thì anh biết hồi xưa đó thì cái vụ mà 89 mà khi mà Liên Xô sụp đổ đó, bây giờ ông Tổng thống Putin á, ổng phải quýnh lại cái căn cứ mà hồi xưa mà những cái thành phần mà Liên bang Nga đó, ổng muốn lại sức mạnh lại như là hồi xưa Liên Xô cũ vậy đó. Ổng muốn phải bảo vệ cái nền tảng hồi xưa lại, chứ không có để là bị cái tụi tay phương nó lôi kéo đó. Đúng rồi. Thì trở về cái lịch sử đó, thì khi mà hồi xưa mà anh biết đệ nhất thứ hai đệ nhất thứ đệ đệ chiến thứ nhất á, thì cái tụi tụi tây phương á, nó cũng qua, nó cũng là đàn áp những người đông âu rất là nhiều, và cho nên cái sự mà biên giới đó rất là nhiều, và họ chia rẽ rồi á, phát xít Đức mà 1945 á, khi mà đánh qua Nga đó, thì Nga á, thì lúc đó đó thì Đức nó thua đó, thì cho nên á, Nga nó bây giờ mà ở cái vùng mà
mà Nga rồi sau này á, thì khi mà Liên Xô nó số nước giống như là Chô Chà hay là một số nước mà xung quanh của Ukraine đó, mấy ảnh cũng tự ly khai thôi. Cho nên bây giờ ông Putin ông nói xong, ông nói là không có thể là làm được. Và lý do tại sao á, là nói về mà đồng minh, thì mình nói về đồng minh á, là tại sao á, khi mà Mỹ đó và những Tây Âu á, mình nói Tây Âu á, giống như Pháp rồi Đức rồi Hà Lan hay là Anh hay này nọ đồ ha, là nó không có đồng ý tụi Ukraine á, là trở thành đồng minh, là cái thứ nhất gì anh. Tại nó biết cái Ukraine á, cái lợi thế của tụi Tây Tây Âu á, nó cảm thấy là thằng Ukraine này không có gì mà để nó cho vô đồng minh được. Tụi nó rất là khôn, cái nghĩa là nó chỉ lợi dụng thằng Ukraine thôi đó. Cho nên bây giờ mà nói, cho nên mà bây giờ mà nói về mà căn cứ là tại sao á, Mỹ và mấy cái nước kia nó không có qua mà để nó hỗ trợ mà nó đánh, là tại vì á, nó đâu có ký cái hiệp định mà mãi đâu, nó không có ký cái hiệp định với Ukraine, và Ukraine á, muốn á, là ký cái hiệp định với tụi nó mà tụi nó không có ký, cho nên nó đâu có quyền. Đã cái thứ nhất. Và hồi xưa Nga nó cái 1945 nữa thì nó bắt những cái nước kia, mấy cái nước mà Đức hay là mấy cái nước mà Anh hay Pháp và này nọ đó, là không có quyền, cái nghĩa là không có được ký về cái xâm phạm đất nước lãnh thổ của Nga mà. Cho nên bây giờ nó đâu có thể nào đem quân qua mà nó cứu như những cái thành phần mà Ukraine đâu đó. Cho nên cái chế độ mà hay là cái chính quyền mà bây giờ mà kiểu như là hướng về Tây Âu á, là tụi tụi Tây Âu nó dựng lên không, chứ đâu phải là Đông Âu đâu. Cho nên bây giờ thì những người mà Nga mà Đông Âu á, và một số những người mà Ukraine á, bây giờ họ muốn trở lại Nga, họ muốn trở lại, họ muốn xây lại cái đô thị và cái thị trường của Nga đó. Chính vì điểm đó đó thì cho nên bây giờ anh biết á, thì những cái thành phần chống cộng ở bên này nè, bây giờ anh biết nó đổ thừa ai không? Nó đổ thừa ông Joe Biden là tổng thống của Mỹ. Nó đổ thừa tổng thống của Mỹ. Anh biết lý do tại sao nó đổ thừa tổng thống không? Tại vì ông ta là đảng dân chủ, còn những cái thành phần mà chống cộng đó, là nó tự cho là nó là đảng cộng hòa đó. Thì cho nên bây giờ nó nói sao, nó nói đó, thấy chưa, mấy ông mà đảng dân chủ lên đó là không có làm cái trò trống gì á, là để mà cứu những cái nước mà cho gọi là đồng minh này nọ đâu. Nhưng mà tụi nó không có hiểu về cái lịch sử, nó không có hiểu lịch sử là bây giờ nó chỉ là nhìn về cái mặt xã hội về bên Mỹ, về truyền thông của Mỹ, giống anh vừa rồi nói đó, là đa số là những cái thành phần mà đảng cộng hòa đó, hay là những cái thành phần mà chống cộng á, đảng cộng hòa đó, nó chỉ trích về đảng dân chủ, và nó chỉ trích tổng Ủa, thống ai 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 Joe Biden. ai Việt, ai Việt, ai Việt, mình nhớ cái Sao lúc không ta? Sao mà không lúc ta? trước ông lúc nhớ cái lúc mà chuẩn bị bước vào giai đoạn tranh cử tổng thống đó, thì lúc đó hoặc là rất rồi đó, rất là nhiều vấn đề là ông Trump là thân với Putin và thân thân với ông Putin và thích nước Nga, thậm chí là rất là thân với nước Nga, vân vân mây mây, đúng không? Ông Trump lúc đó rất hung hăng với các nước khác, ví dụ cụ thể là Trung Quốc đi, nhưng mà với nước Nga thì ông Trump rất là hiền hòa và thậm chí là có thể là hòa nhã, hay là vấn đề là rất bảo vệ ông Putin. Thì cái điều đó thì mấy ông bên đó đó, mấy ông mà gọi là ba que bên đó đó, thì có lên án không, có lên án ông Trump về điều đó không, mà bây giờ thì lại là lên án ông Biden, Thì bởi vậy đã nói đúng rồi, không? phe ta là lúc nào cũng banh phe phe ta lúc nào cũng binh phe ta đó, mấy cái đám này nói vậy đó đó. Ô anh bạn Thơ Quang ơi, tới giờ mình cũng vô đi hàng rồi, anh bạn Thơ Quang xin lỗi nha, chào anh em, chào mọi người nha. Ok bạn.